Chiều ngày 30 tháng 8, bác sĩ Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, 4 cháu bé sinh vào các năm 2017, 2018, 2020 và 2022 đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị vết thương do bị bỏng trong vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Cụ thể, chiều ngày 29 tháng 8, một căn nhà ở khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng bốc cháy lớn. Công an thị xã Trảng Bàng đã huy động lực lượng cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, đưa 4 cháu bé mắc kẹt bên trong căn nhà đi cấp cứu. Vụ cháy làm 4 cháu bé bị bỏng da, trong đó có 2 bé bị bỏng khá nặng. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.